bơm 5 rưỡi này mà đi tới nơi rồi, nhưng mà còn khoảng 2-3 cây nữa mà bây giờ phải di chuyển mình sẽ cài. Cái nơi vừa thả được cái bơm này, cái bơm thả xuống cái giếng nè. Ôi, điện hút cái cọng nó cạn sao? Thôi. Hả? Chạm chưa? Ủa chạm đá hay gì vậy? Chạm ủa, vậy chạy tôi là nó hút nước sao? Sẽ đẩy nè. Ủa vậy rồi nó hút nước không? Phải mấy chi rồi. Ý là cái này, là mấy cái còn cái khoan ở dưới chứ. Ở dưới còn cái khoan nữa hả? Cái lỗ khoan nó dưới thì thả nó xuống dưới lỗ khoan cho để lại đi. Làm hết hồn. Ở này nó hút cái cạn nhất. Cái bơm là bơm 20 khối. Thôi. Pin ở đây là 16 85 450. Nằm hết chưa? Đợi giấy hết đúng không? Cái gì á? Năm rồi. Đi ra xa chứ. Lên nó đa chưa cần? Ok. Chạy xuống rồi nè. Đúng chú. Ok anh chú. Đây. Ôi, đừng coi chừng đây nha em Dương. Thì đây là xong luôn đấy. Hả? Tao chạy hơi nữa coi nó cạn cái giếng này không? Giếng gì thả đâu 4-5 mét. Ô. Nước còn ra. Ủa nước ở đâu mà nó ủng lên dây vậy? Nước bốn kia đó. Ở dưới cái lỗ khoan nó bùng lên. À, ở dưới bùng lên nữa hả? Nói vậy cho không nhanh đâu anh à. Hả? Nói vậy cho không phải là nhanh cả giếng này đâu. Mới rút ra được hơn 5 mét, 5 tấc rồi kìa anh. Cả mét rồi còn gì? Thấy vậy đó, chứ không phải 15-20 phút đâu cả. Ừ. Mà nước ở đâu mà nó chảy ra dữ vậy? Nước xung quanh cái ái đầu mình đào to hơn, mình xây sau đó. Còn ở trong nó rút ra nữa. Nó chảy khiếp mà các bạn. Nước ở đâu ở trong nó chảy ra. Cái giếng này không có phèn. Ngon quá trời á. Chắc khoan mừng. Cho chạy luôn đi. Đẩy con inverter của mình ra chứ để hồi nó tạt nước vô cái là xong luôn á. Khối mà này là chạy rồi, này là tương đương với 2 mấy khối rồi đó. Năm mà bắn xa quá mà. Mạnh không chú, bóp được không? Ê, bơm ruộng mà được cả ồ vậy vẫn ngon ha. Em thử bơm xong rồi bây giờ phải cuốn gói về nha các bạn. Bơm cũng đem đi về luôn. Cái nhà này ngộ lắm. Chạy vô xong xíu rồi sẽ chạy cho vui một cái là đi về thôi. Không cần bơm thứ gì đâu. Lên nước là được mà. Vườn tiêu siêu đẹp nha. Đây. Bây giờ em vừa phải lên xe cạn về tiếp.